Chào mừng quý khán giả và các bạn đã đến với kênh tin Nông Việt của chúng tôi. Chúc quý khán giả sẽ có thật nhiều giây phút trải nghiệm thú vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được nhiều tin tức hấp dẫn, nóng nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Ngay bây giờ mời quý khán giả và các bạn đến với tin thế giới showbiz nổi bật nhất trong ngày. 49 ngày, anh Vũ về báo mộng 4 lần, một lần đòi dắt theo đàn chị thân thiết 20 năm, hết hồn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Vân cùng một số người bạn thân với cố nghệ sĩ Anh Vũ đã kể về một loạt giấc mơ kỳ lạ, nghe mà sởn da gà. Mới đây gia đình của cố nghệ sĩ Anh Vũ đã tổ chức lễ 49 ngày cho anh tại chùa và cả ở nhà. Dù bận bịu công việc, nhưng những đồng nghiệp thân thiết như Quốc Thuận, Hồng Vân, Minh Nhí vẫn cố gắng sắp xếp để đến tham gia. Khi mọi việc xong xuôi, mọi người ngồi tụm lại kể về những giấc mơ kỳ lạ mà anh Vũ về báo mỗi đêm, nghe xong ai cũng giật mình. Theo như Gia Bảo chia sẻ, anh Vũ về bảo mộng, trách sao làm gì đó mà không mời. Gia Bảo liền nói, để lần sau con bù thì bị nói là còn dịp nữa đâu mà bù. Còn chị làm phục trang ở sân khấu Phú Nhuận đã 20 năm, là người thân thiết với anh Vũ, cũng mơ thấy anh về sách giỏ tập thể dục, sau đó đòi dắt tay đi. Nhưng người này nghĩ xa anh Vũ đã chết, theo linh tính thì lại giật tay lại, sau đó anh Vũ đòi ăn cơm rượu. Chị nói mùng năm mới có, anh Vũ liền bảo, lúc đó đi rồi sao ăn được. Còn Minh Nhí dù rất sợ ma, đã khẩn gian anh Vũ là đừng bao giờ cho thấy mặt vì rất sợ. Tuy nhiên anh Vũ vẫn về bảo mộng cho Minh Nhí. Anh kể rằng thấy anh Vũ tập tuồng, làm thơ, mặc áo của tròn, mặt mũi sáng sủa, thần thái rất vui và nói rằng mùng năm Tây là em đi rồi. Hồng Vân thì chia sẻ dường như anh Vũ có chút dân dỗi với mình. Lúc Thi Hải chưa về Việt Nam thì bảo mộng liên tục, nhưng lúc về rồi thì lại không thấy đâu nữa. Sau đó, Hồng Vân lên mộ, khẩn xin vai của anh Vũ để cho người khác diễn, đồng thời cô đút cho anh Vũ chiếc áo kẻ caro. Đêm hôm đó, anh Vũ về gặp Hồng Vân luôn, mặc đúng chiếc áo sơ mi caro mới đút lúc sáng, mặt vô cùng vui vẻ. Còn Quốc Thuận, dù rất muốn được gặp anh Vũ, nhưng tiếc là anh chưa được báo mộng lần nào. Số phận kỳ quạt của nghệ sĩ anh Vũ nếu danh hài Hoài Linh có những sở thích kỳ quặc, thậm chí rùng rợn, thì nghệ sĩ Anh Vũ cũng có những điều kỳ quặc thuộc về sự sắp đặt của định mệnh trong cuộc đời mình. Chết mê chết mệt cải lương nhưng luôn muốn trở thành một ca sĩ, dự định theo sư phạm rồi bất ngờ rẽ sang làm sân khấu. Cực thích bi kịch nhưng cứ mỗi lần lên diễn khán giả lại cười rần rần. Đó là đôi nét về số phận kỳ quặc trên con đường làm nghệ thuật của nghệ sĩ hài Anh Vũ lén đi bán vé số và bánh tráng để có tiền coi hát. Thưa quý vị, nghệ sĩ Anh Vũ sinh năm 1970, là con thứ năm trong gia đình có 7 anh chị em. Ba anh là công nhân đội công trình thủy, mẹ bán trái cây. Anh bảo do xuất thân trong một gia đình lao động nghèo nên anh lớn lên trong sự vất vả. Trong trí nhớ của Anh Vũ, tuổi thơ anh gắn với những buổi chiều ra chợ phụ mẹ bán trái cây bà khổ đổi vì mê cải lương quá nên mẹ trả công bằng số tiền đủ mua một tấm vé vào cửa cho con nít coi kịch cứ bán hàng xong anh vũ lại bê cái ghế sắt của mẹ ngồi bán trái cây chạy tới rạp để xí chỗ để không bị mỏi cổ mỏi chân hay mỏi người mẹ thương con cũng cứ cho tiền hoài nhưng lúc đó gia đình còn khó khăn nên mẹ không thể cứ cho tiền mãi để anh Vũ coi đi coi lại một vở tới mười mấy hai chục lần được. Thế là anh Vũ lén ba mẹ đi bán vé số, bán bánh tráng, lấy tiền mua vé coi kịch. Rồi tiền cũng không đủ coi kịch. Có lần anh Vũ lén lấy cắp tiền của mẹ chỉ để mua một cái vé cho con nít coi kịch. Thế là bị ba đánh đòn. Anh Vũ kể, đêm nào Vũ cũng coi, có những hôm mẹ phải chờ anh Vũ về. Mẹ thức tới khuya, mà 6 giờ sáng mẹ phải đi bán trái cây rồi, còn anh Vũ thì phải đi học, ba giận ba đánh đòn, ba la mẹ, ba bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Ấy thế mà anh Vũ cũng không sao bỏ được kịch, anh coi đi coi lại, nhiều tới mức thuộc từng vai diễn, sau này anh Vũ vẫn mê cải lương nhưng ít hơn, anh chuyển sang mê kịch kim cương, kịch hoa hồng. Theo lời anh Vũ thì chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ theo nghề diễn viên, anh bảo Vũ tuy mê kịch nhưng không ước mơ mình sẽ trở thành nghệ sĩ kịch, tréo que vậy đó. Khi gia đình có điều kiện một chút, anh Vũ đi học thanh nhạc vì muốn trở thành ca sĩ. Anh học cô Thanh Trì ở đoàn bông sen, nhưng cô bảo giọng anh ngọng mà đớt nên không thể làm ca sĩ được. Anh buồn quá vì hồi đó anh là fan ruột của ca sĩ Châu Tuấn, Thanh Tuấn, Nhã Phương, Ngọc Bích. Sáng chủ nhật nào, anh cũng chở em gái trên chiếc xe đạp lên nhà hát Hòa Bình coi ca nhạc. Từ khi cô Thanh Trì nói vậy, anh bỏ ước mơ làm nghệ sĩ luôn vì nghĩ mình không có duyên, không có năng khiếu. Anh Vũ nuôi một dự định khác theo nghệ sư Phạm làm thầy giáo. Ngày ấy anh Vũ học giỏi văn lắm. Anh đã từng đi thi học sinh giỏi văn toàn quốc năm cấp 3 dù không đoạt giải. Anh bảo mấy người giỏi văn thì toán lại dốt, thế nhưng bay làm sao, thi tốt nghiệp anh lại được tới 26,5 điểm. Số điểm đó giúp anh tự tin với dự định đăng ký thi sư phạm làm hài vì diễn bi, khán giả cười rần rần. Cũng như nhiều người vào cái tuổi ấy, anh cũng biết yêu đương, biết tiêu xài, nên anh làm đủ nghề, vừa để phụ giúp sinh hoạt gia đình. Anh đã từng phụ ba làm nghề sơn sắt, kế toán, bưng nước trong quán ba. Dự định thi sư phạm nhưng rồi bất ngờ anh bước chân vào con đường nghệ thuật từ một lời rủ rê của cậu bạn. Số là khi ấy anh Vũ đang bồi bàn trong quán ba vào buổi tối nên ban ngày rảnh. Đúng thời gian này, sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần mở lớp đào tạo và bồi dưỡng diễn viên trẻ khóa đầu tiên và cũng là khóa duy nhất. Anh Vũ lén ba thi, rồi đậu. Anh lại lén ba đi học vì ba anh luôn coi làm nghệ thuật là cái nghề sướng ca vô loài. Chỉ có mẹ anh thì cho rằng, chỉ cần con thích là mẹ đồng ý. Năm ấy, ba anh làm đối diện sân khấu 5B bên nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nên ba anh me hoài Thế nhưng tháng nào cũng thấy mẹ anh lại gói ghém cho con đi học lớp đào tạo diễn viên trẻ của sân khấu kịch Nam b mỗi tháng 50.000 đồng. Dù vậy anh bảo, tôi xác định học chơi, học cho vui, cho thỏa sở thích của mình thôi, chứ không nghĩ rằng lại theo nghề diễn và nghề lại vận vào mình đâu. Khóa học năm đó gồm hai lớp, một lớp dành cho những người đã từng học sân khấu, gọi là lớp bồi dưỡng, một lớp dành cho những người chưa biết gì về sân khấu như anh Vũ, gọi là lớp đào tạo, trong số những người học chung lớp đào tạo với anh Vũ khi đó, giờ chỉ còn anh Vũ theo nghề. Còn lớp bồi dưỡng có Hương Giang, Hoàng Trinh, Mai Hoa, Minh Trí. Thời gian đó cứ sáng trả bài cho thầy, trưa coi tiểu phẩm, tối coi các anh chị tập tiểu phẩm để học nghề. Thế nên anh Vũ không đi làm nữa. Anh Vũ bị sân khấu cuốn hút, anh đặc biệt thích bi kịch. Thế nhưng suốt 6 tháng đầu, mỗi lần trả bài cho thầy, anh Vũ đều bị điểm yếu và kém, chưa bao giờ được trung bình lý do là vì anh toàn chọn bi kịch nhưng anh cứ vừa lên sân khấu là cả thầy và các bạn đều cười rần rần đang vô bi kịch mà cười vậy phá mất không gian bi kịch trở thành hài kịch hư hết nên vũ toàn điểm yếu kém nghệ sĩ anh vũ nói những người làm chung với anh vũ cũng bị rớt theo anh luôn lúc đầu tuyển anh vũ các thầy bảo muốn đưa anh vũ vào làm kép đẹp nhưng mặt anh vũ kỳ quá không làm kép đẹp được cố nghệ sĩ ưu tú văn thành là người dạy anh vũ lúc đó ông bảo Mặt con kỳ quá Vũ ơi, cười cũng như mếu, khóc cũng như cười. Mặt con rất lạ. Thôi bây giờ con đừng làm bi kịch nữa, chuyển qua làm hài kịch trả bài cho thầy đi. Lúc đó, cố nghệ sĩ ưu tú Văn Thành đưa cho anh Vũ chuyện cười dân gian, hâm nước mắm để anh dựng tiểu phẩm trả bài. Không ngờ phép thử này quá thành công, anh Vũ từ một học sinh yếu kém trở thành học sinh khá trong lớp. Trong cuộc trò chuyện với tôi, nghệ sĩ anh Vũ kể, Lần đầu tiên sau hơn 6 tháng trời, được thầy xếp vào hạng khá ở lớp, Vũ vui lắm. Vũ định nghỉ rồi, vì nghĩ không có duyên với nghề. Thầy kêu làm hài cũng chỉ tính làm thử thôi, không được thì nghỉ luôn, ai dè thành công. Và cũng từ đó, mỗi lần trả bài cho thầy, anh Vũ chỉ làm hài, anh chuột lỗi với bạn bằng những vai hài rất duyên, khiến bài tập của họ đều loại khá loại tốt hết. Từng bị gắn mát việc anh con sau đó, nghệ sĩ ưu tú Việt Anh nhận lớp. Bình thường các thầy cô sẽ dạy đều các lĩnh vực, nhưng nghệ sĩ ưu tú Việt Anh thấy anh Vũ có năng khiếu về hài nên đặc biệt dạy riêng hài cho anh. Ngoài dạy chiến kịch, phân tích hành động tâm lý, hình thể, nghệ sĩ ưu tú Việt Anh cũng chỉ riêng cho anh Vũ lối diễn hài là thế nào để anh Vũ phát huy cái hài của mình. Thời điểm đó, anh Vũ bị ảnh hưởng nghệ sĩ ưu tú Việt Anh rất nhiều. Thậm chí khi diễn hài, anh Vũ giống Việt Anh từ cái nhăn mặt, nhíu mày. Đến mức mọi người gọi anh Vũ là việc anh con. Anh Vũ bảo, học trò bà, làm sao bàn thầy được, mình chỉ là cái bóng mập mờ của thầy mình thôi. Nhưng anh Vũ kệ, anh nghĩ cứ học đi, ai cười thì cười, nói mình là việc anh con, cũng được, mình cứ học cách phát huy, phát triển hài đã, khi nào mình đủ bản lĩnh, mình sẽ thoát khỏi cái bóng của thầy. Rõ ràng sau này khi anh Vũ ra diễn, anh Vũ đã dần dần thoát khỏi cái bóng của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. Bây giờ anh Vũ có lối dẫn riêng biệt, không có bóng ai trong đó. Anh Vũ bảo nghề này giống như nghề bắt chước, bắt chước sao cho khéo, cho giỏi, lấy cái của người ta và cái của mình, trộn lẫn để ra cái riêng biệt của mình. Nói vậy để thấy anh Vũ rất chịu khó học lắm, đêm nào anh cũng coi kịch ở Nam Bê, chấp nhận làm soát vé để được xem các anh chị và các tiền bối diễn. Anh thuộc hết các vai diễn của các anh chị. Anh bảo Vũ không được đào tạo bài bản ở sân khấu nên học theo kiểu truyền nghề là chính. Anh Vũ để ý tại sao các anh chị nói câu này khán giả lại cười, câu khác khán giả cười để học lấy kinh nghiệm cho mình. Nhờ chăm chỉ học nghề, chịu khó học nghề từ những người đi trước và trên hết là nhờ cái duyên với sân khấu nên anh Vũ tốt nghiệp khóa đào tạo đạt loại học sinh giỏi của lớp. Vở diễn đầu tiên khi ra trường của anh Vũ là Mùa Hạ Cuối Cùng. Anh Vũ đóng vai thời, con của Tú Lệ, đi đâu cũng được mẹ cho ăn trứng ngỗng vì rất ngu. Và đó là vở diễn truyền hình đầu tiên của anh Vũ đã để lại nhiều dấu ấn cho công chúng. Sau này, vai chính đầu tiên của anh Vũ là Đi tìm những gì đã mất, tác giả Lê Hoàng, đạo diễn cố nghệ sĩ Kim Cúc. Với vai ông già mất niềm vui trong vở diễn này, anh được báo chí khen là diễn viên trẻ có triển vọng của thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa giáo viên dạy thanh nhạc cho anh Vũ từng nói, cái giọng của con kỳ quá Vũ ơi, con ráng luyện nha, kẻo khó làm nghệ sĩ. Không ai có thể ngờ, ngay chính anh Vũ cũng vậy. Cái giọng ngọng và đớt đớt ấy lại đưa anh Vũ đến với hài và khiến anh có được thành công như ngày hôm nay. Bây giờ không cần nhìn màn hình, không cần nhìn sân khấu, chỉ cần anh Vũ cất tiếng lên là mọi người đã biết anh Vũ hỏi nhớ anh với chất giọng đặc trưng đớt đớt, ngọng, lưỡi đầy đầy như lời anh nói. Xin thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin hay mới nhất cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những bản tin tiếp theo.